Xin chào quý vị và các bạn. Thì phiên giao dịch hôm nay đã kết thúc rồi. Tôi lại quay trở lại để đánh giá thị trường giúp quý vị và các bạn. Thì đấy, phiên giao dịch ngày hôm nay nó đã kết thúc với cái thị giá giảm 14,46 điểm, tương ứng với 0,96%. Và cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì khối ngoại đã bán 119,77 tỷ. Giá trị giao dịch thì 30.845 tỷ. Đấy, một con số cũng là đáng kể. Đấy, tuy nhiên là chúng ta nhìn cây nến thì chúng ta thấy là có dâu nhẹ và được dâu, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đấy, giá trị thấp nhất đấy, giá trị hiện tại này nó có hơi hơi có dâu một chút đấy. Đấy, và đang được hỗ trợ bởi đường MA10. Và chúng ta vẫn chờ đợi, nó vẫn chưa bị phá hủy cái đường xu hướng tăng giá. Có lẽ là nó sẽ dập vào cái đường xu hướng tăng giá thì nó đi lên thì nó sẽ mạnh hơn. Cái đến hôm qua thì nó chưa chạm được xuống đường xu hướng. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không biết được điều gì nó sắp tới sẽ xảy ra đâu. Có lẽ là cái tuần này nó sẽ giảm mạnh, sau đó thì tuần sau nó sẽ hồi lại cũng nên. Đấy, và chúng ta phải chờ đợi thôi. Thì có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi về cái cổ phiếu SLC đã chót mua kẹp ở hai cây to này. Thì một số bạn đã được hoàn tiền ở cái cây đỏ này này, được hoàn tiền. Đấy, tuy nhiên thì những bạn mà được hoàn tiền ở cái cây đỏ này này, đấy, một số ít thôi, cũng không nhiều đâu, một nửa, đúng không, một nửa là được hoàn tiền ở cây đỏ, còn lại hai cây này thì kẹp khá là nhiều. Đấy, kẹp khá là nhiều, chủ yếu kẹp nhiều nhất là ở vùng giá từ 20 đến 19,7. Thì cơ bản là chúng ta sẽ không biết được là nó sẽ tăng hay giảm đâu, không biết. Tuy nhiên đấy, cái quan điểm của tôi là nó đã kẹp rồi thì thôi kệ nó đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Lý do là các bạn có suy nghĩ thì cũng không giải quyết được vấn đề, mà cái đội lái ấy, người ta sẽ có cái đội mà cái kẹp hàng lớn này này, người ta kẹp hàng nhiều tỷ ở trong này. Đấy, nhiều nhiều trăm tỷ ở trong này thì người ta sẽ nghĩ cách để người ta rút tiền ra thôi, còn chúng ta sẽ không có năng lực để làm cái việc đấy. Đấy, thứ nhất là chúng ta là nhỏ lẻ, chúng ta chỉ nương theo thôi. Còn cái việc mà các bạn mua ở chỗ này này thì cũng không 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 thể trách được là tại vì thế nọ, tại vì thế kia. Lý do là cái dòng tiền lớn của cái hôm này là vào rất là mạnh, nên là phần lớn là chúng ta tham thì chúng ta nhảy vào thôi. Thì hy vọng là các bạn sẽ lấy được một lượng tiền đáng kể. Và quan điểm của tôi là có lẽ là nó loanh quanh đâu đó ngày mai có thể bán được hàng. Đấy, bởi vì ngày mai nó có vào cái hỗ trợ này này. Đấy, nó có vào cái hỗ trợ này. Cái hỗ trợ này ấy, nó không phải mình ở chỗ này đâu, nó hỗ trợ tít đây cái vùng này này. Đấy, 14 15. Thì hy vọng là ngày mai các bạn sẽ bán được hàng. Đấy. Đấy, có nghĩa là ngày mai sẽ giao dịch được, chứ còn không phải là khuyên các bạn bán đâu. Không, các bạn bán xong nó lại không xuống, nó lại lên, các bạn lại bảo là tại tôi nói các bạn bán nên các bạn bán. Tôi sẽ không biết được là cái cổ phiếu này nó sẽ xuống hay lên đâu. Lý do ấy là chúng ta sẽ không biết được cái điều gì đang xảy ra. Chúng ta chỉ biết được hai vấn đề. Một là tài khoản của Trịnh Văn Quyết đã bị khóa, có nghĩa là cái số lượng cổ phiếu tự do ở ngoài đấy nó sẽ không còn nhiều nữa. Đấy, ông này là 215 triệu nhá. Đây, công ty này là 44 triệu nhá. Công ty này là 30 triệu nhá. Công ty này 27 triệu nhá, 26 triệu, 19 triệu, 17 triệu, 16 triệu, 11 triệu. Đấy, cộng qua qua cái chỗ này thì nó rơi vào khoảng gần 400 triệu rồi. 300 mấy đấy, 300 mấy nha, khoảng 300 mấy. Đây các bạn lấy này, ở đây là hai cái này cộng lại với nhau là được khoảng 53% rồi, 53%. Mà tổng tổng cái này là 700 triệu nha, tổng cái này 700 triệu, có nghĩa là cổ phiếu tự do nó chỉ khoảng 30 triệu, 300 triệu rồi. 300 triệu cổ phiếu tự do. Thì cái cây này này, với cây này nó đã khoảng hơn 200 triệu rồi. Hơn 200 triệu cổ phiếu tự do rồi. Với cái cục này này là 300 triệu đấy, tổng tổng là coi như là ở đây là coi như xóa sổ mấy cái lệnh này, là coi như vứt đi hết rồi.
cổ phiếu tự do nằm ở trong ba cái cây này này, thì cái nền giá đã được xác lập bởi cái đội này này đấy, cái đội này là đã được xác lập cái nền giá. Đây tôi đang nói trên quan điểm của tôi, không khuyến nghị các bạn mua hay bán đâu nhé, bởi vì cái tài khoản của Trịnh Văn Quyết đã bị khóa rồi, không biết khóa đến bao giờ. Cái vấn đề chính ấy là không biết khóa đến bao giờ. Nếu như khóa 1 năm chẳng hạn thì đấy là điều mừng cho các bạn, bởi vì khóa 1 năm ấy thì nó sẽ nhiều vấn đề xảy ra lắm. Còn nếu mà khóa chỉ trong vài ngày thôi thì nó lại cũng nguy hiểm đấy, ông ấy lại có thể đăng bán đăng bán lại, đăng bán cổ phiếu lại bất cứ lúc nào. Chúng ta chờ đợi thôi, chúng ta chờ đợi xem điều gì đến thì nó sẽ đến thôi. Còn bây giờ không làm được cái gì cả nên là thôi, không làm, không tính toán gì cả đấy, quan điểm của tôi thế, nghỉ cho nó khỏe và chờ đợi thôi. Còn con rốt, nhiều người hỏi về con rốt nữa, còn cả cái hệ sinh thái, nhưng mà mấy cái này này, mấy cái này nó không có sự bảo kê nên là tôi thấy là nguy hiểm hơn. Đấy, tôi thấy rốt này, KLF, nó không có cái điều đột biến gì ở những cái con này đâu. AMD đều sàn hết nhá. Hai, tất nhiên là nó có thể là ăn ké, cái đội này đội ăn ké, mà lúc đi lên thì ăn ké thì lúc đi xuống thì cũng bị chết oan thôi. Rồi con gì nhỉ, con ART đấy thì nó cũng lao xuống đấy. Tuy nhiên đấy là quý vị hình dung ra cái con rốt này này, nó không có sự bảo kê. Cái lượng cổ phiếu ngày hôm nay này đặt 60 mấy triệu cổ phiếu đấy là gần như là hết sạch rồi, hết sạch cổ phiếu tự do ở ngoài này, không còn tí nào nữa luôn đấy, là nó chỉ còn một đấy, đấy quý vị và các bạn hình dung ra thế. Thì 60 mấy triệu đấy là nó đã có một số cổ phiếu ở cái cây đỏ này rồi đấy, hoặc tất cả của cây đỏ này cũng nên luôn, chúng ta không biết, rõ đấy, hoặc có thể là tất cả cây đỏ này cũng nên, không biết là đúng hay không đấy. Chúng ta phải chờ ngày mai, nếu như tất cả đặt thì nó sẽ trên 200 triệu cổ phiếu đặt bán đấy, nếu như có chuyển biến ấy thì ngày mai sẽ chuyển biến, và nếu như không ấy, không có chuyển biến ấy thì các bạn sẽ thấy là ngày mai là sẽ đặt bán cả hơn 200 triệu cổ phiếu đặt bán, thì chắc chắn là thôi tạo cây thông Noel, ít nhất là nó về cái khoảng giá 10. Nó ít nhất là nó về khoảng giá 10, giá 10 thì nó sẽ khá là an toàn. Đấy. Thế thì có nhiều bạn hỏi xem cái phương án như thế nào ấy, thì thực ra ấy, quan điểm của tôi nghĩ ấy, là nó sẽ có hai cái kịch bản có thể đảo ngược lại. Một là cái đội to to này này, người ta họp lại với nhau, người ta giật cái thằng Trịnh Văn Quyết xuống, lôi xuống, người ta không cho nó làm chủ tịch nữa, lôi xuống vì những cái thứ gọi là đều xóa lá của nó, thì người ta giật nó xuống đấy, không cho làm chủ tịch nữa. Sau khi giật xuống ấy thì đấy, nó tạo lại uy tín. Vấn đề chính ấy là khó đánh giá được cái tài sản của thằng FLC này nó nhiều ít, không ai biết, nhiều là bao nhiêu cũng không ai biết đấy, không ai biết đâu, bởi vì tài sản của nó sở hữu chéo. Ví dụ cái thằng Shell này này, về cơ bản ấy là nó cũng là thằng rẻ rách thôi, nó cũng loanh quanh ở đây thôi, rồi bị đồn thổi rồi các nhóm nọ nhóm kia rồi đồn thổi cho nó tăng lên, rồi bây giờ thì nó lại lao xuống rồi, chứ còn cào đất ra mà ăn được đấy. Bây giờ ấy, cái vụ sụp đổ của Thủ Thiêm nó đã sụp xuống rồi đấy, mọi người đã biết ngay. Và cái lúc các bạn có thể xem lại các clip cũ nhé, để tôi đấy, để biết là tôi đã có cảnh báo ấy là đấy, cái đấy có thể là người ta bỏ cọc, và rất nhiều vụ bỏ cọc rồi, người ta bỏ cọc là vì cái luật của chúng ta không chặt chẽ. Tuy nhiên ấy, thực ra cái bài của ông Trịnh Văn Quyết, ông luật sư, nhưng ông không tính được hết, là vì làm sao ông ấy có thể chơi đểu được với một công ty hoặc là chơi đểu được một vài cá nhân, nhưng ông ấy làm sao chơi đểu được với nhà nước. Tôi khẳng định luôn, luật là do nhà nước sinh ra, ông làm sao ông thích làm gì ông làm được. Người ta thấy luật nó có kẽ hở, người ta ngay lập tức người ta thêm văn bản vào để cho nó đầy đủ tính pháp lý để người ta xịt ông, nên là đấy là cái câu chuyện rất là khó, không biết. Tuy nhiên ấy, cái điều mà may mắn của những đồng chí mà bị kẹp ở đây này là hiện tại tài khoản của Trịnh Văn Quyết bị khóa rồi. Bị khóa thì nó có một cái điều may là làm sao đấy, cái lượng cổ phiếu như tôi vừa nói đấy. Đây này, những cái ông, hai cái ông này này, đấy là khoảng 250 triệu, 260 triệu cổ phiếu là bị khóa. Những ông này là muốn mua mua bán là phải thông báo, nó chỉ còn mấy cái ông này thôi này.
Đấy, mấy ông này thôi. Ông này là không phải thông báo gì, bán xong mới phải thông báo. Đấy, ông không phải là nhà, không phải là cổ đông lớn. Đấy, các bạn hình dung thế. Còn những cái ông mà có chức vụ thì mới phải thông báo lúc bán thôi. Những ông này thì không biết có chức vụ gì không thì không biết. Đấy, thì các bạn hình dung thế. Thì sẽ phải thông báo nha. Đấy, những cái ông đấy là mua bán là sẽ phải thông báo. Thế thì bây giờ lấy 75 triệu mà trừ đi 250 triệu thì cái lượng cổ phiếu ở ngoài là còn có cỡ khoảng 400 triệu. Đấy, 400 triệu. Đấy, 400 triệu. Nếu mà trừ lung tung đi nữa thì hy vọng là nó chỉ còn khoảng 300 triệu. Đấy là hy vọng. Khoảng 300 triệu. 300 triệu mà với cái thị giá khoảng khoảng 15. Đúng không? 300 triệu cổ phiếu. Thị giá khoảng 20, cứ tính 20 cho tròn nhá. 36 là khoảng 6 6.000 tỷ. 6.000 tỷ. Đấy thì nếu như mà muốn gọi là đỡ cái này là cần phải có cái lượng tiền cỡ khoảng 6.000 tỷ trở lên thì mới có thể giao dịch. Đấy, thay đổi được cục diện của cái thằng này, nên nó cũng là một cái thứ gọi là rất là khó. Đấy, rất khó, nhưng cái đấy ấy, là cái đội này sẽ nghĩ này, đội này với nhiều tiền này, còn các bạn không nhiều tiền đâu nên các bạn không phải lo. Kệ. Thế thì có thể là nó sập xuống giá 14 đấy, hoặc giá 11, 12 này, hoặc giá 10. Kệ. Vâng, các bạn cứ kệ, để khi nào mà nó có dấu hiệu tăng ấy thì mua cục to vào. Xuống 10 này nó tăng chẳng hạn này. Xuống 10 này đẹp nhất, nó tăng. Xuống 10 này dấu hiệu tăng, mua một cục to vào. Đấy, lên. Lên thì lên nó sẽ lên, có thể là lên đến đây hoặc có thể lên nữa không biết, hoặc là lên lưng chừng này, lên 15 này thì bán cái cục ở trong tài khoản đi. Đấy, bán cái lượng ở trong tài khoản hoặc T cộng 3 đấy, bán lượng trong tài khoản đi là sẽ thoát được. Đấy, và sẽ gỡ được một chút nào đấy. Còn không biết được, cái này không biết. Chỉ biết là hai cái cục này này là nó khoảng hơn 200 triệu cổ phiếu. Đấy, hai cục này khoảng hơn 200 triệu cổ phiếu là đã gần như là ăn hết, cộng với cái ở ngoài này này là 300 triệu cổ phiếu. 300 triệu cổ phiếu là tự do đấy. Ở ngoài nó nằm ở đây. Nó đang nằm ở đây hết rồi. Đấy, ở ngoài của cái thằng này này nó không nhiều, mà thằng rốt đâu, thằng rốt này nhiều. Rốt này nhiều và thằng rốt này thì không có sự bảo kê đâu. Rốt này thì không có sự bảo kê. Cũng thực ra không phải là không có thì không phải, nhưng mà nó có, nhưng những cái đội nó ít tiền thôi, nó không nhiều tiền. Đấy, nó không nhiều tiền. Còn cái thằng này thì đội, cái thằng này nó nhiều tiền thì đấy, nó sẽ có những cái chiều đấy. Đấy là cái kịch bản thứ nhất, là có thể lấy lại được cục diện là giật chủ tịch xuống và thay chủ tịch khác đấy, lên làm. Công ty này nó cũng có nhiều đất đai, nó cũng có nhiều dự án ở khắp nơi, nó có nhiều tài sản đấy. Nhưng có lẽ là có cái yếu tố gì đó ở trong thì chúng ta không biết, không đoán được. Đấy, đấy là cái kịch bản thứ nhất. Cái kịch bản thứ hai, cái kịch bản thứ hai ấy là phải có một công ty nào đấy đứng lên để xác nhận với bà con là cái giá trị của thằng FLC này nó khoảng đang khoảng giá trị 17, hoặc đang khoảng giá trị 18, hoặc đang khoảng giá trị 15, bằng cách là mua mua trực tiếp ở trên sàn này này, mua 50 triệu cổ phiếu trên sàn. Đấy, mua để trở thành cổ đông lớn một cách đường đường chính chính. Đấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi công bố với bàn dân thiên hạ rằng cái thằng FLC này, cái thị giá của nó, cái giá trị của công ty ấy, nó đang nằm khoảng giá 15 hoặc giá 14 hoặc giá 17 hoặc giá 18. Đấy, thì nó sẽ an được lòng dân, và từ 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 nó sẽ tạo ra thành một cái nền và nó đẩy lên. Đấy, đấy là cái kịch bản thứ hai, và tôi nghĩ chỉ có hai kịch bản đấy có thể tạo ra được cái cú đột biến thôi. Còn các bạn không cần phải nghĩ đâu, không cần phải nghĩ, kẹp kệ. Bởi vì sao? Bởi vì cái đội to này người ta nghĩ cho các bạn rồi, các bạn nghĩ làm gì? Các bạn cũng không nghĩ được cái gì cả. Đấy, bây giờ các bạn chỉ nghĩ một cái việc như thế này này, vài hôm nữa ấy, nó có lực mua, lực cầu mua ấy, thì có nên bán hay nên giữ. Đấy, cái nghĩ đấy có khi còn khó hơn cái việc gọi là các bạn cứ loay hoay hỏi tôi là xem là cổ phiếu này nó như thế nào, rồi nó có thoát được hàng hay không. Đấy, mấy hôm nữa có cầu thì bán hay là giữ. Đấy, nghĩ cái đấy là xong nha. Đấy là cái bài toán các bạn nghĩ trông với tôi thì nó khó đấy. Tiếp theo này,
Nói về cái VN30 ấy thì nó vẫn chưa có cái động tĩnh gì đâu. Nhưng nói về cái HNX ấy thì đấy, nó đã có lác đác cái cổ phiếu sàn. Đấy, cổ phiếu HNX này có lác đác cổ phiếu sàn. HNX30 nhá. Tuy nhiên ấy, cái này này nó không quan trọng bằng cái VN30 đâu. VN30 thì chưa có dấu hiệu thị trường sẽ sập đổ đâu. Đấy, và chúng ta thấy hôm nay ấy, là cái nhóm ngân hàng là đang đỡ thị trường nha, nhóm ngân hàng là đang đỡ thị trường. Tuy nhiên ấy, cái nhóm ngân hàng có nhiều cái lời đồn đó là mua, nhưng mà không, đừng nên tin cái nhóm lời đồn nha, mua cổ phiếu HPG đấy, nó đang gom 1.000 tỷ gì đấy để đẩy cổ phiếu HPG. Tí nữa tôi vừa chạy chương trình tôi thử xem 1.000 tỷ để đỡ cổ đẩy đẩy giá cổ phiếu HPG ấy, đừng tin, lại cũng một cái bọn khác kẹp tiền xong rồi nó không bán được ra, nó phao tin thôi. Cái cổ phiếu HPG này để đẩy được nó còn khó hơn đẩy cái thằng rốt này với thằng FLC nhiều nha. Tí nữa tôi sẽ phân tích tại sao thằng HPG này nó cái phiên ngày hôm nay của nó là hơn 1.000 tỷ rồi. Các bạn muốn đẩy được cái thằng này ấy, 1.000 tỷ không đẩy được đâu, cái thằng này không thể đẩy được 1.000 tỷ nha, mà cái thằng này phải là 100.000 tỷ, muốn đẩy nó phải dùng 100.000 tỷ mới đẩy được. Đấy, 100.000 tỷ thì ở Việt Nam chỉ có ông Phạm Nhật Vượng có thôi. Đấy, các bạn hình dung thế, không đẩy được đâu. Thì nói như thế là để các bạn đánh giá một cái cổ phiếu ấy để biết được nó lên hay xuống. Cái thằng Rốt với thằng FLC này thực ra là cái nước cờ của ông Trịnh Văn Quyết là hơi sai, chứ còn con FLC này mà đang để ở ngoài ấy, đang để ở ngoài ấy, nhiều khả năng là nó sẽ phi xa. Nó phi xa lý do ấy là sao? Lý do là tất cả đang chụm đầu vào bất động sản, nhưng lý do chính là cái gì hoặc là tại sao nó lại bị phải đi cái nước cờ đấy với là vấn đề đấy. Có nghĩa là chửi ngu thì cũng chưa biết được là có ngu hay không, nhưng mà có nghĩa là nó cũng phải đường cùng rồi, nó mới phải đi cái nước cờ đấy. Nhưng nước cờ đấy là tự tay bóp lái lại còn chết hơn đấy, tự nhiên là giữ nguyên thì có thể lại ngon, đi cái nước cờ đấy đâm ra là hơi 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 dở, hơi dở. Tuy nhiên là tài khoản bị khóa rồi thì cũng đấy là thực ra đấy là một cái tín hiệu mừng cho anh em nha đấy. Và chưa có dấu hiệu sập nhưng phải cảnh giác đấy, cái HNX30 này có dấu hiệu xấu rồi nha, dấu hiệu xấu đấy, cảnh giác. Và đây tôi đã chạy này, tôi đã chạy cái chương trình của tôi đấy, và nó có 43 cái cổ phiếu. Tôi chạy lại bởi vì cái update của cái thằng này ấy, nó cứ phải update mấy lần thì nó mới update được đầy đủ dữ liệu, nó cứ thiếu thiếu thế nào ấy. Đấy, tôi thử hôm qua đấy, hôm trước đấy, hôm qua thì tôi bận không chạy được. Đấy thì các bạn nhìn này, cái con STB nhá, tôi sẽ nói từng con một. Con STB này có 43 cổ phiếu giao dịch lớn ngày hôm nay. Đấy, con STB này khi mà nó giao dịch 1.500 tỷ ấy, là nó đuối. Đấy, những cổ phiếu mà lên 1.000 tỷ này dần dần là sẽ đuối hết, đuối nha, đuối đuối sức. Bởi vì đấy, bởi vì là nó lại phải cần 1.000 tỷ nữa. Đấy, con CTG, cái cây này là cây mua của con CTG nhá. Nhưng quan điểm của tôi là không nên mua, nó lại sẽ đuối nha xem. Còn HPG này cũng 1.167 tỷ nha. Đấy, 1.167 tỷ. Còn bởi vì cái cổ phiếu tự do của nó nhiều quá. Con MBB này nha, 1.000 tỷ. Đấy, MBB cây mua hôm trước. Còn Tiên Phong Bank thì 700 tỷ. Đấy, nó cứ lên sát 1.000 tỷ này là bắt đầu đuối dần, về lượng tiền nó sẽ cạn. Đây bây giờ mình nói lại cái con CGE nhá, con CGE mấy cái phiên này đều 1.500 tỷ, 1.500 tỷ hết. Thì đến đây là không cầm cự được nữa, đuối xuống sập. Con PAO nhá, thì cái cây này là cây 1.600 tỷ này. Đấy, sau đó là sập, không chịu được. Đuối. Còn VCG con này cũng thế nhá, mấy cây trên là cũng sắp xảy xỉ 1.000 tỷ đấy. Con DIC này thì cũng bây giờ cũng sắp xỉ 1.000 tỷ hết rồi, nhưng mà con mấy con bất động sản này thì nó có cái sự liên quan đến đến vụ đấu giá đất lành thì nó sập theo thôi. Nó thông tin về hủy cái cọc đấu giá đất nên là nó bị sập theo thôi. SSD đấy, Vinhome, tất cả những con này bây giờ là 500 tỷ đấy, 500 tỷ nhá. KBC, sell thì 400 tỷ đã đang rụng rồi. VND, BID thì đang mạnh lên nhá, đang 400 tỷ. Đấy, con này nó mạnh từ cái vùng có điểm mua này, bắt đầu nó cứ tăng lên.
SHB, HBC, PDR, VRE, VVD, TCH, ITA, NLG, rồi Liên Việt Vốt Banh, IDC, HDB, LCG, MSB, SCR, VPS, LDG, SHG, HQC, SHS, BSR, NKG, NKG thì hôm nay có điểm mua nhé. Quan điểm của tôi là cái dòng thép nó cũng sẽ đang phân phối thôi, nó chưa xong được đâu. ACB, thằng Novaland, VCB, VCB. Đấy, thì qua câu chuyện này thì tóm tắt lại có mấy vấn đề này. Thứ nhất là tiền ở ngoài dân ấy còn rất nhiều, còn rất nhiều, và dân tình cầm tiền ấy thì đang rất sợ về lạm phát, vì sợ về lạm phát nóng ruột cho nên là lao vào chứng khoán, lao vào bất động sản một cách điên cuồng. Và một số người thì người ta lợi dụng cái vấn đề đó để người ta đồn thổi thông tin rồi đẩy giá cổ phiếu rồi tất cả các thứ, mục đích cũng là chỉ gom tiền thôi. Thế thì giai đoạn tới này này, giai đoạn tới này tôi khẳng định luôn ấy, là những cái con mà có cơ bản tốt, làm ăn tử tế, nó sẽ ra cái báo cáo tài chính quý 4 này, quý 4 vẫn chưa ra nha. Trong vài ngày tới có lẽ là sẽ có dục dịch báo cáo tài chính quý 4 nó sẽ ra. Đấy, thì trong cái đợt Tết này thì tôi sẽ cho một loạt các cái công ty báo cáo tài chính lên cho quý vị và các bạn. Và hy vọng rằng nó giúp ích cho quý vị và các bạn có thể tìm được những cái cổ phiếu tốt. Và tôi hiện tại ở trong nhóm của tôi vẫn đấy, tôi vẫn đang trong cái lớp học của tôi thì tôi vẫn tuyển sinh. Đấy các bạn, tuy nhiên là tôi thu tiền theo tháng chứ không thu tiền theo ngày. Đấy nên là quý vị và các bạn vào cứ đầu tháng là tôi thu tiền. Đấy nên là quý vị và các bạn vào đầu tháng hay cuối tháng thì đều phải thu tiền hết. Đều 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 phải đóng tiền như nhau. Nên các bạn thông cảm, tôi không thu theo kiểu là 15 tháng này cho đến 15 tháng sau tôi không thu thế. Nó mất thời gian mà tôi ngại phải suy nghĩ, mất thời gian quản lý lắm. Đấy, thời gian đấy tôi nghĩ tôi làm việc khác, tôi bận làm việc khác nên tôi không làm việc đấy, nên quý vị thông cảm. Nên các bạn mà định vào ấy, một là đợi hết tháng đi, sang tháng 2 cả vào. Nhưng có vài ông bảo em muốn vào ngày 13 này ấy, thì em nộp tháng từ 13 này đến 13 tháng sau, tôi không thu đâu đấy, tôi thu đúng một tháng. Đấy, hết tháng thì nếu ông không đóng tiền tôi đuổi ông ra khỏi nhóm. Còn ở trong nhóm thì các bạn sẽ được học một kỹ thuật giao dịch hoàn toàn mới, tôi khẳng định các bạn chưa được học ở đâu đâu, hoàn toàn mới. Tuy nhiên ấy, để áp dụng thành công hay không thì tùy mọi người thôi, tôi cũng không cam kết được cái việc là vào nhóm thì sẽ kiếm được lợi nhuận cao, tôi không cam kết được cái việc đấy, tôi khẳng định luôn. Đấy, và tôi làm cái gì nó cũng một cách là đàng hoàng để tôi nói trước để quý vị các bạn hình dung ra, tôi không cam kết cái điều đấy. Tôi chỉ cam kết được mấy việc này: một là tôi hướng dẫn quý vị và các bạn một phương pháp hoàn toàn mới; cái điểm thứ hai ấy là tôi sẽ cung cấp cổ phiếu để quý vị và các bạn có thể lướt sóng được cổ phiếu mà tôi đấy, tôi dùng cái chương trình của tôi tìm được những cổ phiếu rất là tốt về dòng tiền thôi, lướt sóng là về dòng tiền. Cái điểm thứ ba ấy là tôi cung cấp cổ phiếu dài hạn mà tôi đã đánh giá rất là kỹ, và thường ấy là không nhiều đâu, tôi chỉ cung cấp cổ phiếu dài hạn chỉ một cổ phiếu hoặc hai cổ phiếu đấy, thì quý vị có thể mua để chờ đợi. Và tầm nhìn của cổ phiếu dài hạn là 3 năm quý vị và các bạn, tối thiểu là 3 năm đấy. Thì tôi cũng nói luôn là cái giá trị của công ty là nó đang ở chỗ nào, tại sao nó lại có giá trị như thế, và cái việc tìm cái cổ phiếu dài hạn của tôi nó công phu lắm, nó không phải là chỉ chạy chương trình xong đâu, chạy chương trình xong đấy. Ví dụ như công ty nó có một cái nhà máy sản xuất thì tôi phải ước lượng được là để xây dựng được cái nhà máy đấy thì cần mất bao nhiêu tiền thì mới xây dựng được đấy, rồi cái dòng vốn của công ty nó đang ổn định hay không đấy, rồi cái sản lượng sản xuất của công ty đấy nó có đảm bảo được để trả nợ ngân hàng hay không, vân vân. Thì tôi sẽ đánh giá hết những cái đấy và tôi đều cho quý vị và các bạn ở trong nhóm biết. Đấy, đấy là những cái mà tôi chia sẻ. Và hy vọng rằng là nó giúp ích cho quý vị và các bạn. Và tôi một lần nữa thì tôi cảm ơn với quý vị và các bạn đã đồng hành tôi ở trong cái kênh này, và cảm ơn những bạn đã đồng hành
với tôi ở trong các cái lớp học của tôi, và hy vọng là quý vị và bạn học được những cái điều có ích. Đấy, tôi rất mong muốn là như thế. Tuy nhiên thì như tôi nói đấy, mỗi cái lớp học ấy thì nó cũng có lớp thì nó thích hợp với người này, có lớp thích hợp với người kia. Nên có những cái lớp các bạn học ở ngoài 20 triệu mà học có 3 buổi ấy, của tôi thì rẻ hơn rất là nhiều, bởi vì các bạn học cả tháng nó chỉ bằng cái số tiền một phần rất nhiều lần đấy, của cái số 20 triệu thôi. Nên là các bạn hình dung ra là rất là rẻ. Đấy. 20 triệu là gấp của tôi hàng chục lần rồi. Đấy, quý vị và các bạn thế. Mà của tôi là tôi phục vụ các bạn cả một tháng. Đấy. Một là cung cấp cổ phiếu. Hai là trả lời, giải đáp các câu hỏi của các bạn trong đấy, cả tháng. Đấy. Và tôi khẳng định lại một lần nữa là tôi chỉ cung cấp kiến thức là một, cung cấp đấy, thông tin là hai, chứ không đảm bảo được cái các bạn vào nhóm là sẽ kiếm được lợi nhuận đấy, bởi vì là lợi nhuận đấy kiếm nó không dễ đâu, tôi khẳng định luôn là nó không dễ, nó khó khăn đấy. Đấy, trong cái giai đoạn vừa rồi đây tôi cũng mất nhiều tiền đấy, mất nhiều tiền, tuy nhiên là chưa mất đến vốn nhưng mà nó cũng mất nhiều tiền đấy, quý vị và các bạn hình dung thế, nó cũng không dễ đâu nha. Và cuối cùng thì chúc quý vị và các bạn bình an, kiếm được nhiều lợi nhuận, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau.